Kukës. Justin Clavert. Tiếp tục là Kukës. Dứt điểm. Chính Semenyo là người đã mở ra đường lên bóng này cho đội khách. Nỗ lực leo biên của Kukës là rất đáng khen. Sai lầm thuộc về Max Kilman. Cú chặn bóng của anh không khác gì một pha kiến tạo cho Semenyo. Pha dứt điểm rất đơn giản của Semenyo. Điện thoại Kenny Douglas là có nhiều chiến thắng hơn so với huấn luyện viên người Đức. Đánh đầu! Rất nguy hiểm! Miklenko, Tarkovsky, Jack Harrison, Ben Goffrey. Cơ hội cho Everton! Tỷ số 1-0 dành cho đội chủ nhà! Ngay trước khung thành của Alisson Becker, và chính Brightwood là người đã có tình huống không chiến đầu tiên sau tình huống cố định. Các cầu thủ phòng ngự của Liverpool đã quá lúng túng ở trong pha bóng này. Bàn thắng được tính cho trung vệ Brightwood. Alisson Becker đã rất cố gắng để ngăn chặn cú dứt điểm của Brightwood, nhưng bóng vẫn từ từ lăn vào lưới của Alisson Becker. Đánh đầu! Tỷ số là 2-0 dành cho Everton. Không có ai theo kèm Dominic Calvert-Lewin ở trong pha bóng này. Không có bất kỳ ai, và Trent Alexander-Arnold một lần nữa cho thấy anh có thể hay ở những tình huống tấn công, nhưng phòng ngự thì Trent Alexander-Arnold không phải là một chuyên gia. Bóng không tuân thủ. Everton và cả nó thì rất nguy hiểm. Đây là cơ hội dành cho Sofia. Sai lầm của Onana. Trong suốt những phút vừa qua thì đội bóng của huấn luyện viên Chris Wilder gần như không có những cơ hội. Đây là một món quà của Onana. Đường chuyền không tốt một chút nào. Không có quá nhiều áp lực. Vẫn còn! Khi mà công của Man United không thể làm được điều gì khác biệt thì người lên tiếng là Harry Maguire. Đường chuyền rất tốt của Garnacho. Và đây là tình huống mà Harry Maguire thậm chí còn không cần phải bật nhảy. Hammer rất tốt. Thắng thứ hai cho Sheffield United ở những phút đầu của hiệp hai. Người ghi bàn là Brereton, pha lập công thứ 5 của anh tại giải bóng đá Hoàng Anh mùa giải năm nay. Đã được ghi thành công. Bruno, tỷ số là 2-2. Và những bàn thắng của Man United đều đến từ những tình huống cố định. Một lần nữa thì trận đấu lại quay trở về Bruno.
trong vòng cấm. Đó là đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với những cầu thủ còn lại. Bruno. Cho Man United. Và đây sẽ là bàn thắng để khẳng định cho 3 điểm. Một cuộc lội ngược dòng thành công của đội chủ sân Old Trafford. Bây giờ thì những nụ cười đã có thể xuất hiện trên những gương mặt của những người yêu mến họ. Kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn. Eze nhận bóng trong tư thế chống trải. Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh mùa này là 44%. Tất cả những đường tấn công của Palace trong hiệp 2 đều phải qua chân của Eze. Và đây là một pha phối hợp của Boba tiền đạo bên phía bầy đại bàng. Những chú đại bàng đang bay cao ở Sanders Park. Góc dứt điểm là tương đối rộng với Mateta. Anh đã có một pha xử lý một chạm đầy ăn ý với Ayew. Ông Glasner đã có sự lựa chọn chính xác khi để Ayew đá chính chứ không phải là Michael Olise. Khi bị dẫn trước, Newcastle trọng tài xác định Palace không phạm lỗi. Vinicius, Jeffrey Sloop, Mateta 2-0 cho Crystal Palace. Glasner đã phát huy hiệu quả. Jeffrey Sloop chính là người thực hiện đường truyền tiền kiến tạo. Còn cầu thủ đã dọn cố cho Mateta là Vinicius. Và lùi xuống đầy nhạy cảm của Mateta khi mà anh chủ động muốn nhận đường truyền của Vinicius. Từng nhịp trong pha tấn công này của Palace là ăn khớp với nhau.